niệm tưởng ân đức tăng bảo vì hành giả muốn quán niệm về tăng bảo thì nên ghi nhớ chính ân đức của tăng và ý nghĩa của những ân đức ấy bằng tiếng bà lý và ý nghĩa của những ân đức ấy như đã được nêu ra ở trên vì ấy nên tụng đọc từng ân đức như Subatipanno bành với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm đồng thời cũng quán niệm về ý nghĩa của ân đức ấy người quán niệm về các ân đức của tăng bảo trong khi quán niệm như vậy ngăn chặn được những ý nghĩa về tham sân và si mê ngoài ra còn đạt được sự định tâm diệt trừ được trạng thái hôn trầm thủy miên và phóng dật và làm cho lộ trình tâm chân chánh có thể sanh lên nhờ thái độ bình thản tức hành xã khi sự định tâm trở nên mạnh hơn qua sự thực hành pháp thiền này thì các pháp chướng ngại sẽ diệt mất và kết quả là các phiền não được áp chế. Năm căn như tính căn trở nên rất thanh tịnh và có hiệu quả. Sự quan niệm lặp đi lặp lại về ân đức của tăng sẽ làm cho trạng thái tầm và tứ trở nên sắc bén mạnh mẽ. Khi hai trạng thái này hoạt động tốt thì hỷ sanh khởi. Do hỷ sanh khiến tâm và các sở hữu tâm đồng sanh được an tịnh. Kết quả là trạng thái không an ổn của thân và tâm được yên lặng. Khi có sự phấn lặng của tâm và các sở hữu tâm đồng sanh, thì sự ăn lạc làm sanh khởi, sự định tâm trở nên mạnh mẽ. Lộ trình tâm được nâng cao nhờ lạc sẽ được an trú vững chắc trong đề một thiền, tức là sàng gác. Như vậy, những chi thiền bắt đầu từ chi tâm trở nên càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tâm không bị hôn trầm hay phóng giật nên trạng thái bình thản trong pháp thiền được duy trì và năm căn như tiếng căng hoạt động đồng điều với nhau. Năm yếu tố thiền, tức là tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm, đồng loạt sanh lên trong những sắc na tâm đại thiện về sự quán niệm ân đức tăng bảo, là sự tu tâm liên quan đến dục giới. Như vậy, cận định được chứng đắc. Khi sự định tâm này sanh lên cùng với tâm đại thiện về sự niệm tăng mà vốn là sự tu thiền liên quan đến cõi dục giới, Hành giả được gọi là những người chứng đắc cần định về sự quán niệm ân đức tăng bảo. Lợi ích của sự quán niệm ân đức tăng bảo Những bậc thiện trí mà quán niệm lặp đi lặp lại về ân đức tăng bảo sẽ có lòng tình tính khác thường đối với tăng bảo, có thể so sánh với ân đức của các bậc thánh đối với tăng bảo. Vì ấy có được niệm vững chắc, trí tuệ thâm sâu và nhiều phước đức. Vì ấy có được hỷ, lúc đầu còn yếu nhưng về sau thành hỷ của thiền. Vị ấy có tâm bình thản trước những cảnh đáng sợ, giàu nhỏ hoặc lớn. Vị ấy chịu đựng được cảm thọ đau đớn. Vị ấy cảm thấy rằng mình được thân cận với tăng bảo. Tâm của vị luôn luôn được làm cho cao quý nhờ sự quán niệm về các ân đức của tăng đến nỗi thân của vị ấy giống khu vực siết mắt là nơi mà chư tăng thường hội họp và do đó đáng được tôn kính Tâm của vị ấy mong muốn đạt được những ân đức của tăng, do thường xuyên niệm tưởng về tăng, vị ấy cảm thấy giống như mình đang ở trước sự hiện diện của chư tăng và không thể làm bất cứ điều ác nào, do tạm và quý đối với điều ác, dù bất cứ lúc nào. Do lấy sự quán niệm ân đức tăng làm nền tảng, sau khi có được sự định tâm, vị ấy có thể quán để đạt được tuệ quán về các pháp hữu vi một cách dễ dàng và thành công. Nếu vị ấy không đạt được đạo quả trong kiếp sống này do thiếu túc duyên của phước quá khứ, thì vị ấy sẽ tái sanh vào những kiếp sống hạnh phúc, có những lợi ích trong việc quán niệm ân đức tăng bảo.